bức ảnh chụp cậu nhỏ nhắn có biểu cảm khác lạ trong đám cưới của chị gái mới đây nhanh lẹ thu hút sự chú ý. Thay vì phấn khởi, vui mừng như không khí phổ biến của hội hôn, cậu nhỏ nhắn lại tỏ ra khá khó chịu. Trong tấm ảnh mà ai cũng tươi cười, chỉ có cậu nhỏ nhắn là nhăn trán, cau mày, khuôn mặt như đang hằm hè người đối diện. Dân mạng được dịp bàn tán về cảm giác của cô cậu trong đám cưới của chị gái. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ cậu nhỏ nhắn buồn chán vì từ nay chị gái sẽ không ở nhà thường xuyên nữa. Số khác hài hước dí vẻ mặt của cậu em như đang muốn tính sổ anh rể gì dám. Đưa chị gái đi. Trong khi đó, không ít bình luận đoán rằng có lẽ vì bận sẵn sàng đám cưới cùng gia đình mà cậu nhỏ nhắn tỏ ra khá mệt mỏi. Đây không phải lần trước tiên dân mạng chứng kiến cảnh những cô, cậu em buồn tủi khi chị gái lên xe qua. Thậm chí, nhiều cậu em trai còn khóc nức nở vì không nỡ xa chị. Bình thường ở nhà thì cãi nhau chí chóe nhưng đến khi chị gái đi lấy chồng, nam thanh niên lại khóc như mưa. Cậu em là người khóc nhiều nhất, ôm chị lâu nhất, bệnh viện không muốn rời. Có người dí dỏm, chắc là không ai nấu nướng cơm, rửa bát cho nên hụt hẫng quá đây mà. Thêm một cậu em miếu máu, không cho chị đi lấy chồng. Em gái nhỏ dài khóc đỏ mắt vì không muốn xa chị khiến nhiều người xúc động. Anh chị vừa bước ra khỏi nhà, cậu em đã vội vàng đuổi theo đến mức không kịp mang dép.